Xin chào các bạn, mình vừa mới bắt được một con thú cưng mới và mình sẽ thử nuôi coi xem nó sẽ ra thế nào. Tèn tèn. Một con bọ cạp các bạn ơi. Và các bạn biết sao không? Cái con này nó chưa có trưởng thành xong này. Con này nuôi mới sướng, tại vì mình nuôi á, mình phải nhìn thấy cái con vật mà mình nuôi nó lớn lên thì nhìn mới thích. Con này còn nhỏ này. Đó, vài bữa nữa nó to lên nhìn mới thích. Mình nuôi mình cảm nhận nó lớn lên từng ngày kìa. Nãy mình đang đi ngoài đường tự nhiên thấy ánh bò ngang đường. Lấy ngay cái bịch ni lông bắt lại mang về nuôi, nhìn các bạn nhìn này, không dữ không? Cạp. Ô, dữ nhờ. Dữ phết đấy chứ. Em biết coi. Giỡn nè, chọc nè. Hồi xưa anh trai của mình có bị bọ cạp chích một lần. Và theo cái kinh nghiệm dân gian ở dưới quê mình á, thì lấy con ốc sên giã ra rồi đắp lên, hoặc là lấy cục nam châm ấy các bạn, đặt lên cái chỗ vết chích á. Có bạn nào mà biết cái cách chữa khác á, thì mình chia sẻ với phần bình luận á, cho mọi người cùng biết phòng thân. Nhiều khi á, không phải cái bọ cạp lúc nào nó cũng ở trong nhà đâu, nó ở ngoài đâu các bạn. Loại này thì loại ở ngoài này, nhưng mà có cái loại bọ cạp á, nó không có đen thui như vậy đâu, màu nó nâu nâu như là cái màu cái hũ này các bạn này, như chỗ cái đầu đũa của mình chỉ á. Đó, và nó bé, nó bé hơn, nó bé xíu à. Nhiều khi nó nằm ở trong cái góc tủ hay là tủ quần áo này nọ chứ á, khe cửa và sơ hở là nó chích mình á. Cái bọ cạp đó, bọ cạp trong nhà. Thì mình cứ chia sẻ cái cách chữa cho nhau. Lúc gì phòng thân. Mình sẽ thử nuôi con này coi xem sống được không. Hồi xưa mình nuôi thử rồi thấy cũng dễ lắm. Nó lười ăn lắm các bạn, ăn ít lắm. Lâu lâu chịu khó bắt cào cào châu chấu dế gì đó cho nó ăn được. Nó hùng dữ ghê các bạn này. Hùng dữ ghê. Nó chạy hả? Chạy nè. Để bây giờ mình có đồ ăn đó, mình cho nó ăn, mình sẽ quay clip cho các bạn xem nha. Này mà không biết là cho hai anh bọ cạp vô đánh nhau không biết được không ta. Rồi bữa nào mình bắt thêm con nữa cho đánh nhau thử coi. Ui, nó lấy kim nó chích vào cái hũ các bạn thấy không? Dính cái kim trong hũ luôn, ghê quá. Kim nhọn ghê á. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để mình có thêm động lực làm clip nhé các bạn. Rồi, chào các bạn.